Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây Rất nhiều người hỏi tôi và đã mua cái uh, token Universa Và đến ngày hôm nay cách để rút về cái ví My Ether Wallet hay là cái ví chứa cái token IRC20 này như thế nào Đầu tiên Thì các anh chị truy cập cái đường link website có tên là Universa đây cái đường link như thế này Check.universa.io Sạc with pro Sau đó anh chị em thấy là chúng ta có số lượng à, uh, Universa bao nhiêu Thì chúng ta ở đây là chúng ta điền cái ví này Ví IRC20 này Tức là ví của My Ether Wallet đấy Anh chị điền cái email của mình à, Mà nhớ là cái email này á Là email để các anh chị làm gì nào Anh chị đi Uh, vừa rồi mua cái Universal và email của nó, nhớ ha, sau đó các anh chị điền vào email, password xong các anh chị bấm là withdraw ERC20 token. Đó, và nó báo này, nó confirm. Đây có phải địa chỉ mail uh, Ethereum address của anh chị hay không? Đây là địa chỉ mail, địa chỉ uh, Ethereum address, tức là vị địa chỉ Ethereum á. Sau đó chúng ta bắt đầu confirm. Ok. À. Và sau đó nó báo là Withdraw token Do withdraw request was successfully sent Đây Anh chị em thấy là lúc này thì sao ạ Lúc này các anh chị thấy là chúng ta Đã chuyển 85.000 Uquid uh, Cái này là universal Qua cái ví Ethereum này Cái ví Ethereum address này Ok và cái 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 chương trình withdraw này trong quá trình họ yeah. nó sẽ báo các anh chị sớm và đến đây là thành công rồi các anh chị nha và tôi chúc cho các anh chị giúp uh, Universal thành công để sắp tới nó lên sàn này các anh chị có thể bán chúc các anh chị thành công một lần nữa tôi là Johnny Thông anh chị có thể cập nhật thông tin của tôi ở trên đâu ạ ở trên uh, YouTube nếu các anh chị lên YouTube các anh chị search là uh, Johnny Thông các anh chị sẽ thấy thông tin của tôi ở trên này và vui lòng đăng ký uh, Vui lòng đăng ký cái kênh của tôi để các anh chị có thể là những người đầu tiên nhận thông tin sớm nhất các anh chị nha. Số lượng bây giờ gần tới 10, 10, 11 300 người rồi. Ok ha. Và sau đó thì các anh chị có thể cập nhật website mọi thứ thông tin của tôi ở trên gì ạ? ico com Hãy join vào group Telegram. Đây là group Telegram các anh chị Các anh chị có thể join vào để cập nhật thông tin Với hơn 1820 member nhà đầu tư ở trong này Nhớ vào Telegram để cập nhật thông tin các anh chị nhé Ok Nào Xin chào Hẹn gặp lại các anh chị trong video clip tiếp theo Hãy group Universal về và chờ nó lên sàn Và các anh chị chốt lời và bán nhé Chúc các anh chị thành công